Đấy, màu sắc đẹp này, viên da bóng đẹp này, các bạn thấy không? Đấy, chất viên nó phải ra được như này mới gọi là viên kê. Đó, anh em các bạn thấy không? Thực sự là chất luôn. Đấy, này, con V2 này. Đấy, hàng số da cực kỳ là bóng mịn đẹp luôn anh em thấy không? Đấy, viên cực kỳ là đanh và rắn luôn nhá. Đấy, màu sắc đẹp này, viên da bóng đẹp anh em các bạn thấy không? Đó. Đây. Mình sẽ ra tiếp với con V2 này cho các bạn xem. Con này là con 2025 này. Đấy. Nói chung là nếu mà sử dụng cái phụ da này thì nó ra khuôn nó rất là dễ. Đặc biệt là cái con V này chúng ta chỉ cần đổ nhẹ cái nó ra rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn nghe cái tiếng kêu này. Nó rất là đanh luôn. Đấy. Viên da bóng mịn đẹp luôn. Đấy. Khuôn da không có hề một tí dính khuôn ở đây. Đấy các bạn thấy không? Đấy, khuôn vẫn bóng đẹp luôn, mịn sáng luôn cho anh em và các bạn sử dụng nhá. Đấy, cực kỳ chất luôn. Viên da đanh này, bóng này. Đấy các bạn thấy không? Viên kê như này mới gọi là viên kê. Đấy, cực kỳ là bóng luôn, bóng sáng đẹp luôn. Hàng cực kỳ là chất luôn các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ so sánh với cái viên mà đúc không có phụ da. Đây. Các bạn so sánh với cái màu viên đúc không có phụ da này. Đấy. Màu nó bạch bạch này các bạn thấy không? Đó, màu nó bạch nó không đẹp. Đây cái màu này của nó lên màu xi măng rất đẹp. Sáng bóng đẹp luôn. Rồi mình sẽ ra tiếp với con H này. Đây. Con này là con H7 các bạn nhá. Đấy. Anh em các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ này. Đấy, hỗ trợ tư vấn mở xưởng thành công này, đấy, phụ da này. Đấy. Ra khuôn thì nói chung là các bạn cứ làm nhẹ nhàng là nó sẽ ra thôi. Tại vì nếu anh em các bạn làm không quen thì cứ gõ nhiều, gõ mạnh thì đâm là nó lại hỏng hỏng khuôn mà không có tác dụng. Chúng ta cứ nên làm nhẹ nhàng nó sẽ ra thôi. Đấy. Thực ra đấy khuôn mới ban đầu nó cũng bao giờ nó hơi khó ra một chút. Đấy. Anh em mà làm quen rồi thì nó sẽ dễ ra thôi. Đó. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta cứ làm nhẹ nhẹ từ từ là nó sẽ ra thôi. Đấy các bạn thấy không? Mình làm nó rất là đơn giản. Anh em cứ cầm búa nọ búa kia gõ rối rít lên, cuối cùng nó vẫn không ra. Đấy, nhưng nếu biết cách làm thì nó ra thôi. Nó rất là đơn giản. Đấy các bạn thấy không? Viên nào cũng ra hết. Cực kỳ là ngon lành luôn cho anh em và các bạn luôn. Đấy. Bao giờ một khay thì nó cũng có một cái viên nó hơi bị cấn hơn một tí. Đấy các bạn thấy không? Khay ra này vẫn bóng loáng mịn màng đẹp luôn cho anh em và các bạn này. Đấy, hàng cực kỳ là chất luôn. Đây. Viên đúc ra nó phải như này mới gọi là viên kê này. Mịn màng này. Đấy, thấy anh em thấy không? Đấy, cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy. Viên da bóng mịn đẹp, màu sắc đẹp. Các bạn thấy không? Hàng nó phải như này mới gọi là hàng chất này. Đấy, tiếng kêu nó canh. Viên da viên luôn cho anh em và các bạn luôn nhé. Đấy, mọi nhu cầu về mua sắm thì anh em các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn này. Đấy, để được tư vấn này. Đây, cái viên không có phụ da đây, các bạn xem. Cái màu sắc của nó hoàn toàn khác luôn. Đấy, nó không thể rắn bằng và nó không thể như là cái viên có phụ da được. Đó các bạn thấy không? Nó bạch bạch. Đây cái viên có phụ da nó đẹp như này. Anh em các bạn có nhu cầu về cái viên kê này thì có thể liên hệ này. Hoặc là khuôn đúc này hoặc phụ da này. Số điện thoại của Phạm Huấn này. 0936863 được tư vấn. Đó, hàng cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy. Viên da đẹp bóng loáng luôn. Anh em thấy không? Đó. Đây. Hàng nó khác hẳn so với cái hàng mà không cho phụ da này. Đây các bạn thấy không? Cái viên kê nó hoàn toàn là khác luôn anh em và các bạn xem. Đấy, mọi cái thì nó cần phải có cái yếu tố rất là quan trọng để mình tạo nên được cái sản phẩm, cái thương hiệu này, tạo cái độ tốt cho sản phẩm. Đây các bạn thấy không? Số cực kỳ là to, rõ ràng, mịn màng luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, dòng H đây mà lại cực kỳ ưu điểm là dễ ra khuôn luôn. Đó, thì anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ này để bên mình tư vấn cho các bạn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn lại các bạn video sau.